Căn cứ trên ý tưởng có cái biết cùng khắp, hành giả lập nên luận thuyết, hành giả suy luận từ những điều đã biết được là có tánh biết cùng khắp và lập nên kiến giải về điều này. Kiến giải gì? Quý vị cũng như tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi. Anh ta cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều là loài hữu tình. Người Trung Hoa có câu: "Nhân phi thảo mộc thuộc năng vô tình", nghĩa là người chẳng phải là cây cỏ ai lại vô tình. Câu này ý nói thảo mộc là loài vô tình, nhưng ở đây hành giả quyết đoán rằng tất cả các loài thảo mộc đều là hữu tình, không khác gì người, thảo mộc cũng giống như người nên nó có sự sống, thảo mộc có thể trở thành người, khi người chết lại trở thành thảo mộc trong khắp mười phương, sau khi chết người trở lại thành thảo mộc. Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này cho là thắng giải. Người ấy rơi vào kiến chấp chi vô tri. Nếu hành giả không quyết trạch rõ ràng chi giải này vẫn cho là đúng, anh ta không có trí tuệ chân chính để tuyển trạch lý thuyết về tánh biết cùng khắp này. Anh ta đang tự nỗ lực làm cho kiến giải sai lầm của mình thành một pháp môn kỳ đặc quái dị. Thì sẽ rơi vào kiến chấp chi vô chi. Anh ta tuyên bố là hiểu được đạo lý này, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn vô minh. Anh ta chẳng hiểu biết gì hết, nhưng cứ khăng khăng cho mình hiểu. Anh ta giống như hai đệ tử của ngoại đạo, trở thành bè đảng với bà cha tiền ni. Bà cha tên tiếng Phạn nghĩa là tránh đến gần. Tại sao ông ta có cái tên như thế? Vì ông ta nguyên là mục đồng. Một hôm vị hoàng tử, con vị vua trị vì thành tỳ xá ly đi dạo chơi ngoài thành gặp cậu bé chăn kiều. Hoàng tử nằm trên mình cậu bé mục đồng, xem đó như một chiếc giường và ngủ một giấc ngon lành. Việc này làm cho cậu bé chăn kiều rất phấn khích, trở về nhà báo với mẹ rằng hoàng tử thành tỳ xá ly đã nằm ngủ trên mình con như nằm trên một chiếc giường bà mẹ biết rằng vị hoàng tử sẽ lên ngôi vua sẽ có rất nhiều quyền lực nên bà mẹ bảo chú mục đồng ngay từ bây giờ con phải tránh xa hoàng tử ấy đừng đến gần ông ta nữa tên bà cha có nghĩa là như vậy Tiển Ni cũng là tên tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán là hữu quân, có nghĩa là người thích làm lính tráng và có khí phách của người lính. Chấp tất cả đều có tánh biết, hai người này họ tin tưởng rằng mình biết được rất nhiều điều, bây giờ trở thành bạn đồng hành với hành giả này. Do đó nên mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, lạc mất tránh tri kiến. Kinh văn thị danh đệ tứ kế viên tri tâm thành hư mậu quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành sanh đảo chi trùng việt dịch đây là dạng thứ tư chấp cái tâm viên tri thành hư mậu quả trái xa với tánh viên thông ngược với đạo niết bàn làm sinh khởi hạt giống đảo chi rằng đây là dạng thứ tư chấp cái tâm viên tri thành hư mậu quả đây là dạng thứ tư có kế chấp sai lầm căn cứ vào ý tưởng có tánh biết cùng khắp trong loại kiến chấp thứ tư này hành giả tuyên bố rằng anh ta biết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng không có thứ gì mà mình không biết tuy vậy đó chỉ là kiến chấp của hành giả thực sự anh ta chẳng biết cái gì cả anh ta nhận một kết quả sai lầm. Sai lầm có nghĩa là không có những sự việc như thế, trái xa với tánh viên thông, nên hành giả hoàn toàn trái xa với tánh viên thông, hành giả hoàn toàn đi ngược với pháp môn tu tập nhĩ căn viên thông, ngược với đạo niết bàn, nghịch hướng với đạo niết bàn, với đạo lý bất sinh bất diệt. Làm sinh khởi hạt giống đảo chi, làm sinh khởi hạt giống cái biết điên đảo, là một loại chi kiến điên đảo như thảo mộc chẳng có ai xem đó là loài hữu tình nhưng hành giả lại cho như thế cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ thế nên cây cỏ cũng có thể trở thành người có người nói nhưng có những cây cổ thụ có linh hồn phải chăng nó cũng có tánh biết không trường hợp đó có một loài tinh linh gá vào thân cây cổ thụ chớ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình